Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phạm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chủ nhật thứ ba mùa vọng hôm nay là Chủ nhật, hãy vui mừng lên. Chúng ta vui mừng vì điều gì? Thưa, chúng ta vui mừng vì gần đến lễ Giáng sinh. Ai trong chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui đó. Ít là về phương diện bên ngoài, chúng ta thấy đèn hoa, chúng ta thấy hang đá, chúng ta thấy ở dọc các đường phố khung cảnh đúng là gần lễ Giáng sinh thì khác hẳn. Chúng ta vẫn biết rằng mặc dầu lễ Phục sinh là lễ quan trọng nhất ở trong Công giáo chúng ta, nhưng mà xem ra lễ Giáng sinh thì bầu khí bên ngoài thì lại đặc biệt hơn, vui hơn, và hầu như tất cả những người, cả người Công giáo cũng như những người không Công giáo cũng đều tham gia vào lễ hội Giáng sinh này. Thế nên đúng là hãy vui mừng lên. Rồi chúng ta vui mừng gì thưa? Vì Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Giêsu đã đi vào trong trần gian này, và tên của người là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và người không chỉ đi vào trần gian này một lần, mà có thể nói người vẫn đang tiếp tục đi vào trong trần gian này, và người vẫn đang tiếp tục để xây dựng cho chúng ta một thế giới mới, nếu chúng ta nhận ra rằng người đang hiện diện ở nơi đây. Trở lại với phụng vụ lời Chúa, thì ngôn sứ Isaiah sống vào thế kỷ thứ 8 trước Chúa Giáng sinh, trong một hoàn cảnh mà dân chúng đau khổ nhiều. Bởi vì sao? Thưa, bởi vì cái nạn mất nước gọi là gần kề. Về sau này thì dân chúng sẽ phải đi lưu đày, rồi biết bao nhiêu những khó khăn dồn dập về kinh tế, rồi về các đất nước ngoại bang chung quanh. Trong một bối cảnh đó thì ngôn sứ Isaiah lại thắp nên một niềm vui cho dân chúng. Và đây chính là ước mơ của Isaiah, đó là hãy vui mừng nên, sa mạc đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như nhóm khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc mà lại trổ bông, rồi con người thì hân hoan múa nhảy, vân vân. Những hình ảnh này để cho chúng ta thấy rằng
cái tầm nhìn của ngôn sứ Isaiah hướng về tương lai, khi mà Đức Giêsu đấng cứu thế chào đời. Thế nên rõ ràng giữa bao nhiêu những khó khăn, giữa bao nhiêu những thử thách, ở ngay trong sa mạc của đời sống chúng ta vẫn đang trổ bông nếu có Chúa. Đức Hồng Y Newman là một linh mục Anh giáo, sau đó thì Ngài hoán cải trở lại với Kitô giáo. Ngài sống vào thế kỷ thứ 19 và đến 89 tuổi Ngài mới qua đời. Trong khoảng thời gian Ngài ở bên Anh giáo thì Ngài nghiên cứu thần học, rồi Ngài cũng chống lại giáo hội Công giáo. Và đến lúc mà Ngài trở lại giáo hội Công giáo thì Ngài bảo vệ đức tin Công giáo. Và rồi do cái việc nghiên cứu từ lâu năm, thế nên Ngài nhận thấy rằng có nhiều điều rất khó khăn. Nhưng mà Ngài nói thế này: cho đến cả hàng ngàn hàng vạn những khó khăn thì cũng không làm nên một sự nghi ngờ. Hay nói một cách khác là cho dù phải khó khăn thì Ngài vẫn cứ tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, nhất là trong việc nghiên cứu thần học. Thế nên Đức Hồng Y Newman đã mạnh mẽ để thấy rằng đời sống của mình gặp khó khăn nhiều chuyện. Trong khi mà Ngài nghiên cứu về Thiên Chúa, Ngài có những câu hỏi, có những thắc mắc. Rồi trong khi mà Ngài bỏ Anh giáo với tư cách là một linh mục, trở lại Công giáo, đã bị tấn công, có thể nói như vậy, từ nhiều phía của bên giáo hội Anh giáo. Thế nên trong những khó khăn như thế thì vẫn thấy một niềm vui, vẫn thấy niềm hy vọng. Và chính vì như vậy không có một chút nghi ngờ nào về Thiên Chúa. Đó là chứng tỏ rằng một con người kiên nhẫn và đầy lòng tin. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ trong thư số 2 cũng nói với chúng ta: anh chị em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa đến. Kiên nhẫn, bền tâm vững chí, đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, rồi chịu đựng và kiên nhẫn. Người lập đi lập lại câu đó. Giống như là muốn có được niềm vui, muốn có được sự kiên định ở trong đức tin thì cần có sự kiên nhẫn vậy. Kiên nhẫn ở đây là một thái độ, là một tình trạng con người chấp nhận những khó khăn của cuộc sống vốn nếu có ở trong hiện tại. Bởi vì con người ta vẫn cứ phải đối diện với biết bao nhiêu những khó khăn, và cái thái độ để mà phản ứng lại, để mà đối phó lại những khó khăn đó thì có nhiều thái độ lắm. Có những thái độ chúng ta gọi là phản kháng, bởi vì không chấp nhận những khó khăn đó. Có những thái độ gọi là thay vì phản kháng thì lại là buông xuôi, bởi vì thấy khó khăn quá, không thể vượt qua được. Nhưng mà có lẽ thái độ tốt nhất mà Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ khuyên nhủ chúng ta đó là: anh chị em hãy kiên nhẫn, kiên tâm, bền chí. Và điều đó nó sẽ dần dà cho chúng ta nhận thấy rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện trong đời sống của chúng ta. Và đó cũng chính là nguyên nhân của niềm vui Kitô giáo. Rồi chúng ta lại thấy được rằng Đức Giêsu đi vào trong trần gian này là vị Thiên Chúa ở với chúng ta. Nói đến đây chúng tôi nhớ lại câu chuyện của cha Antoni de Melo. Ngài có một câu chuyện tưởng tượng ra và có ý nghĩa lớn lao. Đó là vị Messia giả danh. Một hôm một vị thiền sư thì đang ngồi thiền, và một vị tu viện trưởng của một tu viện ở xa đến thăm vị thiền sư đó và kể chuyện cho vị thiền sư về thiền viện của mình. Ngài kể thế này: cách đây ít lâu, ít năm, thì tu viện, thiền viện của chúng tôi sầm uất lắm, nhiều người lui tới lắm, các người trẻ đến để xin tu học nhiều lắm, và đời sống ở trong thiền viện xem ra gọi là sầm uất, vui tươi và sinh động. Nhưng mà đó là chuyện của quá khứ, cách đây 3-4 năm rồi. Còn bây giờ thì nó vắng như là chùa Bà Đanh. Bây giờ thì chẳng ai lui tới nữa. Và
các nhà sư ở trong thiền viện đó cũng cảm thấy mệt mỏi. Và tôi muốn đến đây để thỉnh ý Ngài để làm cách nào để giải quyết vấn đề này. Vị thiền sư mà chủ trì được hỏi ý kiến đó mới nói rằng: các vị không biết đấy thôi, ở giữa các vị đã có một đấng Messia giả danh. Sau đó thì vị thiền sư lại tiếp tục để mà thiền. Trên đường trở về, vị tu viện trưởng của một thiền viện mới nghĩ ngợi. Điều này nghĩa là gì? Vị Messia giả danh nghĩa là gì? Nó có phải là thầy này thầy khác ở trong thiền viện của mình? Mà hơn nữa, trong thiền viện có nhiều thầy cũng có khuyết điểm nữa. Làm thế nào mà nhận ra bây giờ? Làm sao mà khám phá ra được vị Messia ẩn danh đó, giả danh đó bây giờ? Rồi người về đến thiền viện của mình và thuật lại cho các thầy ở trong thiền viện đó, cũng thuật lại y chang cái câu chuyện và nói ở giữa chúng ta có một người gọi là đấng Messia giả danh. Tất cả mọi người ngạc nhiên và không biết ai là người được gọi là Messia giả danh đó. Và chính vì như vậy, họ mới bắt đầu gọi là sửa đổi cái cách cư xử với nhau, quan tâm đến nhau hơn, kính trọng nhau hơn. Bởi vì biết đâu cái người đó, một trong những người đó ở trong cả cộng đoàn, trong thiền viện đó là một vị Messia giả danh. Và sự thờ ơ nó không còn nữa. Và sau một thời gian thì bắt đầu thiền viện trở nên sinh động hơn. Rồi dân chúng bắt đầu kéo đến. Rồi các người trẻ cũng bắt đầu gọi là muốn tu học ở tại thiền viện đó. Câu chuyện này có một kết luận rõ ràng: nếu con người ta nhìn ra, khám phá ra bằng quả tim hơn là bằng con mắt bên ngoài, thì sẽ có cơ may nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện. Thế nên thưa anh chị em, Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta, nói với chúng ta rằng Đức Giêsu vẫn đang hiện diện ở đây. Và mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta thờ ơ thì chúng ta sẽ không nhận ra Ngài. Và nếu chúng ta chỉ nhìn bằng cái con mắt trần thôi thì sẽ không khám phá ra Ngài. Thế nên cần có sự kiên nhẫn, cần có sự cầu nguyện, cần có một niềm vui hướng về tương lai. Khi mà Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự, thì lúc đó ta sẽ nhận ra rằng Đức Giêsu đang đến ở trong đời sống của ta để làm cho đời sống của ta mỗi ngày được sống và được sống dồi dào. Amen.